Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đã và đang tăng cường ứng dụng các giải pháp chiếu sáng mỹ thuật nhằm xây dựng hình ảnh sống động vào ban đêm của thành phố, thu hút du khách và nâng cao giá trị tinh thần cho người dân, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch. Nhiều du khách đến với thành phố Đà Nẵng cho biết hiện tại Đà Nẵng giống như là thành phố ánh sáng, vì thực sự vào ban đêm Đà Nẵng rất lung linh, kỳ ảo với sự hội tụ của ánh sáng đa sắc màu được phát ra từ những cây cầu, các tòa nhà, tàu du lịch trên sông và vòng quay Sunview, đồng thời phản chiếu xuống dòng sông Hàn, cảm tưởng như một bức tranh đêm vô cùng sặc sỡ và sinh động. Hầu hết các đại biểu quốc tế tham dự các sự kiện lớn tại thành phố khi được trải nghiệm các sản phẩm du lịch đêm rất ấn tượng với hình ảnh Đà Nẵng vào đêm. Tôi nghĩ rằng Đà Nẵng có tiềm năng lớn trong việc phát triển du lịch vì có con người thân thiện, cảnh quan đẹp và đặc biệt là vào buổi tối. Khi tôi đứng trên tàu du lịch này, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ các tòa nhà. Thực sự khung cảnh rất lung linh. Tôi cảm thấy rất vui khi được đến với thành phố, hy vọng sẽ có nhiều du khách đến Đà Nẵng trong thời gian tới. Để phát huy lợi thế vốn có, tạo biểu tượng cho Đà Nẵng, thành phố đã có chủ trương triển khai đồ án chiếu sáng mỹ thuật theo chủ đề dòng sông ánh sáng, với điểm nhấn là thực hiện chiếu sáng đối với 5 cây cầu qua sông Hàn ở khu vực trung tâm thành phố để kết hợp các hoạt động lễ hội văn hóa tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai thực hiện các hạng mục chiếu sáng kết hợp phun lửa phun nước với đèn trang trí hiện có trên cầu Rồng. Các đơn vị chuyên về chiếu sáng mỹ thuật đánh giá thành phố Đà Nẵng đã có định hướng sớm và nhiều nỗ lực trong việc ứng dụng các giải pháp chiếu sáng mỹ thuật tại các công trình công cộng, biểu tượng của Đà Nẵng, qua đó tạo ấn tượng tốt với du khách vào ban đêm. Song để tạo hiệu quả cao hơn, thành phố cần đầu tư nghiên cứu nâng cao ứng dụng thêm các giải pháp về chiếu sáng mỹ thuật thông minh trên địa bàn. Chúng tôi có hai dạng giải pháp chiếu sáng mỹ thuật cơ bản. Thứ nhất là chiếu sáng cho các công trình kiến trúc tạo điểm nhấn. Thứ hai là chúng tôi sẽ chiếu sáng cho các công trình về cảnh quan công cộng. Thì có thể trong tương lai chúng ta cần có sự tham gia nhiều hơn, không chỉ của nhà nước mà của cả các doanh nghiệp tư nhân lớn. Vì vậy các công trình nó mới có sự liên kết về mặt cảnh quan, về mặt bố cục không gian hai bên bờ sông và cũng như dọc bờ biển. Không chỉ làm nổi bật cảnh quan bên ngoài, du lịch thành phố đang chú trọng đến các giải pháp về chiếu sáng thông minh tại các cơ sở lưu trú. Theo đó, đã tổ chức hội thảo tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng thông minh thích hợp để nâng cấp chất lượng trải nghiệm của du khách tại các cơ sở lưu trú. Cái công nghệ chiếu sáng ấy, thì từ trước tới nay các chủ khách sạn chỉ tập trung vào chiếu sáng cho căn phòng mà họ chưa chú ý tới cái chiếu sáng mỹ thuật. Thì việc sử dụng các công nghệ mới trong cái chiếu sáng ở trong văn phòng rồi trong các căn phòng khách sạn ấy, nó sẽ giúp cho cái kỳ nghỉ của khách du lịch nó ý nghĩa hơn và nó mang lại cái hiệu quả cho một kỳ nghỉ tốt và ấn tượng cho du khách. Việc tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và sản phẩm du lịch đặc sắc thông qua các giải pháp về chiếu sáng mỹ thuật sẽ tô điểm và tạo điểm nhấn cho các công trình thành phố cũng như các cơ sở lưu trú vào ban đêm, sẽ góp phần xây dựng thương hiệu đêm Đà Nẵng.